Hello, chào tất cả các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn ơi, lại buổi sáng cà phê nữa với đại ca đó các bạn. Đó, đại ca, chào chào bạn em cái đại ca. Okay, tôi mới ăn á. Thì hôm qua nói sao rồi? Hôm nay mình cố tình quay với tôi hả? Thôi đại ca mệt quá, các bạn em đang thích đại ca, mà cái đại ca cứ làm khó em hoài. Nè đại ca, chào bạn em các bạn khán giả. Đại ca cho xếp cho em quay đi xíu đi, mệt quá xíu làm khó không à. Cái mệt mỏi với ăn quá à. Cho em quay xíu đi nha. Nhìn coi vui lắm sao cứ ngồi cười cho quay. Phải chọc xếp chơi vậy cho đỡ buồn mà. Mình với nhau là phải thân thiện với nhau. Xếp đi với em là phải thân thiện với nhau, hiểu không? Yêu trong gia đình đó, tôi biết được. Xếp đừng có thể hiện này nọ là không vui. Ê xếp à, kìa. Tết, sắp Tết tới đây là dán gọi là mấy hình bông mai này kia nọ đó. Các bạn, đẹp ra không? Mới dán ngày hôm qua. Đúng không? Mới đi chở ship đi công chuyện nha, mới về các bạn. Lời không á, hai thầy trò ngồi đây. Sao kỳ đó, em mỗi lần em cầm máy lên cái là ship thuốc là kỳ vậy. Hình ảnh thuốc lá là không có tốt nha. Ship bỏ thuốc gì nha. Kêu anh quay đó, chỗ khác đi. Rồi ship ngồi đây ngay anh Hoàng, không có ý ship là ship, ngon là ship muốn ngồi sao, ship ngồi vậy đó hả? Nói sao nữa? Muốn làm ship mà muốn ngồi sao ngồi hả? Ngồi đàng hoàng hay ngồi cái thể hiện này, cho nhân viên nó nể, nó ngồi đụng khép đùi để xuống ngồi. À, ngồi ship gì ngồi trong giang hồ đầu đường xó chợ vậy hả? Nhìn mặt của tôi hả? Bỏ đối liền. Nói con là trời. Lát cầm máy quay tôi dùng luôn bây giờ anh nhìn mắt hả? Máy quay mua cái mười mấy 20 triệu đó tôi hết. Tôi dùng. Bây giờ anh quay hình ảnh của tôi chưa được sự cho phép của tôi nên có thể bị tôi phá hoại tài sản của anh thì tôi đã. Nhưng mà anh quay phim anh không xin phép, anh ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của tôi, anh cũng phải lên này tôi nha. Thì em đâu là tự giận mặt với tôi rồi. Em đâu có bưu xấu gì sếp đâu. Mà sếp ngồi nhưng mà em đề nghị sếp là sếp sau sếp ngồi cái kiểu giống giang hồ bóng kê dữ à. Bây giờ đúng không vậy? Có ai thì mình ngồi như vậy. Có khách thì mình sẽ ngồi. Có khách nếu mà có khách là ngồi sao? Có khách ngồi sao? Khách ngồi. Có khách là ngồi sao đâu? Ngồi đó. Kiểu cho qua coi. Hả? Đó. Có khách là ngồi sao? Ngồi vậy hả? Ngồi đàng hoàng. Đó. Khách là vậy thì không có khách thì mình cứ vậy thôi, biết la nhân viên được. Tôi cho anh hút thuốc mà tôi cấm anh hút thuốc, không được hút thuốc trong phòng thôi. Mình ra ngoài này nó thoáng mát, mình hút thuốc á gió nó lùa đi hết. Trong kia cái phòng nó kín, mình hút thuốc gió nó ứ lại, nó hôi cái phòng. Chị em nhân viên phụ tử người ta hựa, người ta khó chịu. Mình sống mà người biết suy nghĩ với người khác nữa, mình ở đây là sống tập thể mà. Hiểu chưa? Còn anh sao tôi kêu anh cất cái camera đi nãy giờ mà anh cứ tôi rồi em phải quay xếp cho em quay đi xíu đi, mệt quá mà anh, nhưng mà anh quay kiểu khác đi, mọi người thích xếp á, để em quay để coi bay hàm râu của xếp hàm râu sao xếp trong một á bây giờ còn râu à, bây giờ anh quay ra khác không hiện tại? Dạ quay cho khác. À, xe mà cũng dán rồi, con én rồi hai bên kiến chiếu hậu các bạn. Đó. Đúng là ship là trẻ trâu rồi. Ship đó là trẻ nha các bạn. Nghe chưa? Anh mới nói cái gì? Em nói ship trẻ. Trẻ mà đằng sau nữa. Không, em không nói từ sau. Bây giờ em nói ship trẻ trâu. anh hình như là bây giờ anh mới nghỉ làm đúng không? Dạ không, không nghỉ làm em gắn bó thời hạn là thời hạn không biết đến bây giờ mới được đi làm lại đúng không? Không, em muốn gắn bó với sếp lâu dài đời đời tiếp tiếp. Anh nói bây giờ mà có được bây giờ à, mọi người không có ai nghe nè. Anh đã nói gì rồi, có người đây nghe nè.
Mọi người nói ship là sao là trẻ quá, ship bao nhiêu tuổi mà sao ship giàu mà ship trẻ quá vậy? Là ba mẹ ship để lại của tài sản rồi hay sao? Thì đó đừng... Để cuộc sống chia sẻ nghe không? Cuộc sống của tôi không chia sẻ quá nhiều. Thì sơ sơ chia sẻ được sao đây? Sao ship có tiền để giàu? Cuộc sống của tôi cũng không có chia sẻ với người khác. Anh xong tôi bảo anh cất cái camera đi rồi. Giúp ra ngoài ship đi. Tôi dùng cái máy quay không? Dạ. Ship là nhiều tuổi rồi? Tôi bực mình anh lắm rồi nha. Dạ. Tôi bực anh lắm rồi đó. Dạ. Ship là nhiều tuổi rồi? Quay khác không? Ship là nhiều tuổi rồi? Anh tắt máy quay rồi tôi trả lời. Rồi em tắt. Rồi anh tắt. Rồi anh tắt. Ship là nhiều tuổi rồi? Anh tắt rồi sao anh cứ quay camera tắt vô rồi. Tôi tắt rồi tại em đã cầm vậy. Anh tắt rồi. Ship là nhiều tuổi rồi? Quay ra chỗ khác để tôi hút thuốc cái gái. Anh... Nhưng mà ship này nhiêu tuổi rồi? Tôi anh cứ quay cái người ta hỏi ship này bao nhiêu tuổi rồi? Cái hình tượng xấu của tôi anh cứ quay vô hết. Đăng lên mạng cho tao nghe những lúc mà tốt đẹp mình anh nó kêu tốt đẹp mà anh không quay, anh cứ quay cái lúc mà tôi nhìn đang hút thuốc người ghét cơn mà anh quay là sao? Yeah. Anh ấy gì? Anh muốn dìm tôi đúng không? Không không anh muốn dìm. Rồi. Anh đâu có dìm ship gì đâu. Cái này ngày qua mới dán ha sếp. Mấy cái mai rồi nè. Con quà trong đó là gửi cho ai? Ngày qua thấy một đống ở đây rồi. Đi tặng rồi. Tặng rồi xong rồi quà này nữa rồi gửi cho ai nữa mới lấy về các bạn. Hả? Còn nữa mình quan hệ rộng mà. Quan hệ rộng thì tặng quà rồi này kia nhiều. À Tết là phải tặng quà rồi này nọ. Cái quà. Xong. Này qua cho cái hình nhân viên nó làm mà tặng vô. Con dán nhìn cho nó đẹp trang trí công ty ngày Tết rồi nhìn nó đẹp đây là chị gái này bán phở cái bên các bạn ship sáng là ship ăn là ship là kêu qua đây cũng ngồi cứ ăn thôi bây giờ ta bưng về tính là ship sướng quá ha ship giống cha ta quá ha hả đi sao là ship sướng ship giống cha người ta quá vậy nói thế nào thì tôi ủng hộ người ta mua bán là ít khách tôi ủng hộ người ta mà bây giờ nói tôi như vậy là sao? Dạ. Có gì mà được hả? Điện thoại tiếng gì vậy? Anh soi mỏi gì điện thoại tôi anh cứ quay quay vô là sao? Nhờ cái tôi nghe. Tôi đọc cái điện thoại tôi đọc cái máy quay anh bị như anh giận. Sao xếp này quạo quá vậy? Tối hiền quá anh lên mặt với tôi hả? Chứ mỗi bữa em quay xếp có sao đâu. Tôi vui nhưng mà hôm nay tôi không vui anh lại biết à, mày dạ. Coi tâm trạng anh biết tôi không vui anh còn cố tình quay dạ. Tôi đập cái camera anh luôn bây giờ với anh dựng mặt à. Anh có thôi đi cái kiểu quay tôi vừa rồi không? Vậy là ngày hôm qua. Nói ngày hôm qua là vợ xếp úp má xếp đúng không? Bây giờ anh giận mặt đúng không? Mà ngày qua vợ ship úp máng chưa? Thành ra sáng ship khó tánh vậy không? Vì cá nhân của tôi sao anh cứ hỏi? Thì từ từ em thấy là cái người đàn ông mà sáng hơi cọc rồi sáng là như là ngày qua là bị vợ úp máng. Anh không có ăn. Soi mói đời tư của tôi thế nào? Cho anh ăn chặn đòn quá nhỉ? Nó nhìn kỹ cái mỏ nó xíu nhọn quá ha. Anh có thấy hai cái viên rồi. Hả? Anh thấy hai cái viên rồi không? Ship ơi, nói nghe nè. Giờ em đi ship đi cứu giải cứu Trần My đi. Tôi rảnh không? Dạ. Đi giải cứu nó. Giải cứu Trần My về cho em đi ship ơi. Lát tôi kêu hai hàng ở trong có ai? Anh bây giờ anh nhớ. Có ai tới đây xe trắng là bạn ship hả? Đừng đố kệ nó, khi nào nó vô đây thì mình khi nào nó vô đây thì là khách của mình à. Nó đậu đó chưa phải. Thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây các bạn ơi. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video nha. Sáng ông ship ổng sáng ông ship ổng khó chịu quá các bạn ơi. Ổng khó chịu. Anh không tắt camera được kêu hai. Nhân viên đọc. À ông ship ổng đòi đập mình các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.